Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, ngày 23 tháng 7, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đến thăm tặng quà đối tượng chính sách người có công tại huyện Tân Lạc. Cùng đi có các đồng chí là lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Bùi Văn Nhàn, thương binh đặc biệt nặng tại xóm Nhót, xã Thanh Hối, thăm tặng quà gia đình ông Bùi Xuân Hình, anh hùng lực lượng vũ trang ở khu Tân Hòa, thị trấn Bán Đức và gia đình bà Bùi Thị Nhằng, thân nhân liệt sĩ cô đơn xóm Kha Lạ, xã Phong Phú. Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công bằng nhiều chính sách cụ thể và thiết thực. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Tân Lạc và các ngành chức năng tiếp tục phát huy tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.